Phạm Văn Nam đấu EMA tại Ma Cao Trung Quốc. Ngày 12 tháng 10, Phạm Văn Nam sẽ có một trận MMA tại Ma Cao Trung Quốc. Đối thủ của Văn Nam là võ sĩ người Trung Quốc tên Wang Hao. Phạm Văn Nam chia sẻ thi đấu ở nước bạn nhưng mình sẽ cố gắng mang về một chiến thắng. Mọi người cùng chờ đón trận đấu này nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Người hâm mộ UFC vô cùng tự tin rằng họ có thể đánh bại Conor McGregor. Người hâm mộ UFC coi Conor McGregor là võ sĩ có thể bị đánh bại nhất. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy một lượng lớn người hâm mộ tin rằng họ có thể chiến đấu với một võ sĩ UFC chuyên nghiệp, bao gồm cả Conor McGregor. Action Network đã tiến hành một cuộc khảo sát từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 9, lấy mẫu 2.118 người hâm mộ UFC tại Hoa Kỳ để xem họ tin rằng mình có thể đánh bại ai trong một trận đấu. Đứng đầu danh sách là Conor McGregor, với 16%, khoảng 338, người hâm mộ nghĩ rằng họ có thể đánh bại anh ta trong một trận đấu. Tất nhiên, chỉ riêng sự nổi tiếng của McGregor có lẽ đã đưa anh ta lên đầu danh sách. Xét về danh sách, 10% nghĩ rằng họ có thể đánh bại John Jones, 8% chọn Alex Pereira, 6% chọn Sean Strickland và Dricus Du Plessis, 5% chọn Ilia Topuria và chỉ 4% chọn Tom Aspinall. Bất chấp những con số đáng báo động, vẫn có một chút khiêm tốn trong kết quả. Gần một nửa số người được hỏi, 49%, thừa nhận rằng họ không thể trụ được dù chỉ một hiệp trong võ đài bát giác. Vụ phá hoại khách sạn của Ryan Garcia bị bác bỏ. Luật sư của Ryan Garcia cho biết với Bo Xin Xin rằng cáo buộc phá hoại tài sản khách sạn và vụ việc liên quan đến vụ việc xảy ra ngày 8 tháng 6 tại khách sạn Waldorf Astoria ở Beverly Hills đã bị bác bỏ vào thứ Ba. Trong vụ việc xảy ra tại khách sạn cao cấp ở Los Angeles, đoạn phim cho thấy Garcia, 26 tuổi, cởi trần, bị còng tay và bắt giữ vì tình nghi phá hoại tài sản nghiêm trọng do bị cáo buộc làm hư hại tài sản trong phòng khách sạn và hành lang. Luật sư của Garcia, Michael A. Goldstein đã chia sẻ tuyên bố sau với Bo Xin Xin vào thứ Ba. Như đã nêu vào tháng 7, chúng tôi mong đợi một giải pháp thuận lợi cho vấn đề này và luôn xem xét vấn đề này thông qua lăng kính của một vụ án dân sự. Sự cố này xảy ra một ngày sau khi ông Garcia biết về các vấn đề sức khỏe đáng kể của mẹ mình và đang chịu rất nhiều căng thẳng. Ông đã phá hủy tài sản mà cuối cùng đã được thanh toán. Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Sở Cảnh sát Beverly Hills, Waldorf Astoria và tòa án vì đã chấp thuận động thái bác bỏ các cáo buộc của chúng tôi. Ông Garcia vẫn đang tiếp tục cải thiện sức khỏe của mình và sẽ sớm sẵn sàng trở lại võ đài. Sau vụ việc, Garcia đã hoàn trả cho khách sạn hạng sang này số tiền thiệt hại khoảng 15.000 đô la và Waldorf Astoria không muốn theo đuổi vấn đề này thêm nữa. Luật sư đồng hành của Garcia là Darin Save chia sẻ với Bo Xin Xin rằng võ sĩ ngôi sao này đã sẵn sàng thể hiện một phiên bản mới và hoàn thiện hơn của mình sau trận đấu ngày 20 tháng 4 và sự thất bại trước Devin Haney. Save chia sẻ với Bo Xin Xin, chúng ta đều thấy một Ryan rất khác trong vài tháng qua và chúng ta rất mong chờ thế giới được chứng kiến phiên bản 2.0 của Ryan khi anh ấy bắt đầu chương thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Garcia hiện đang chịu án treo giò 1 năm vì xét nghiệm dương tính với thuốc tăng cường hiệu suất Otterin và đã hé lộ một trận đấu biểu diễn vào tháng 12 tại Nhật Bản. Garcia đủ điều kiện để trở lại vào tháng 4 cho một trận đấu được chấp thuận. Haney đã kiện Garcia vào tháng trước vì tội hành hung và gian lận sau khi bị đánh ngã 3 lần trong trận thua quyết định đa số. Trận đấu đã được thay đổi thành không có kết quả sau khi có phán quyết rằng Garcia có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm.